Thưa tất cả bà con, thì trong video này tôi nói về cái việc mà luật sư Lân gặp rắc rối ở Thái Lan nha bà con. Phải nói là rất là căng đấy. Là hiện nay theo nguồn tin của tôi là gặp rắc rối là khá nghiêm trọng đấy bà con. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. À xin lỗi bà con, một đêm nhé. Ai ở Việt Nam thì là đêm, còn ai ở Mỹ, ở Canada thì ngày ha. Rồi thì bà con xem cái tấm ảnh đây ha. Tấm ảnh đây, tấm ảnh chụp chụp tại là Thái Lan ha. Này là đám cưới của luật sư Lân nha bà con, đám cưới và cô dâu. Tại vì cái tấm ảnh này chụp nó chất lượng kém hay không biết sao, chứ còn cô dâu phải nói là rất là xinh, xinh tuyệt vời luôn đúng không? À, phải nói rằng luật sư Lân phải may mắn đã mới là được cưới cô vợ là như thế này. Phải nói rằng tu bãi kiếp mới cưới được cô vợ Thái Lan như thế này nha bà con. À, mà ổng thì coi như tiếng Thái thì ổng không biết nửa chữ bé đôi, ổng còn không biết nữa. Ổng đâu biết tiếng Thái, tiếng đùi đâu. À, nửa chữ bé đôi còn không biết nữa. Vậy mà qua cưới được vợ Thái. À, nhưng mà chính vì cưới một cái cô xinh như thế này, do đó bây giờ mới gặp rắc rối. Rắc rối là nhà chức trách Thái Lan họ nghi ngờ là làm hôn nhân giả để nhập tịch nha bà con. À, để nhập quốc tịch, cái đó mới căng nè. À, đó mới căng nè. Thà ông lấy một cái bà xấu xấu đúng không, này là cho đáng, ai bảo tham, cái này là tham gái đẹp đúng không? Đó, tham gái đẹp. À, đó cho nên rồi mai mốt rồi là coi như là căng đây. À, người ta có câu gì, cái chết vì gái là cái chết êm ái, nhưng mà đây không phải đâu. bởi vì mất quốc tịch là mệt lắm. Mà bà con công nhận không, công nhận vợ ông xin không, phải nói là quá xin luôn bà con, xin ghê luôn. À, mà may mà trước khi qua Thái Lan là ở là ông còn độc thân nha. À, ông có cầm cái giấy độc thân đi theo đấy, ông lên ông tiết luật trên phường xong rồi ông cầm giấy độc thân là đi theo, thì qua đó cưới liền. Nghe nó nhậu mấy ngày mấy đêm luôn. À, bên đó uống cái rượu Thái bà con. Trước đây tôi cũng có một chai rượu Thái là nó đẹp, là nó hay lắm, kiểu như rượu sake của Nhật Bản nè bà con. Bà con có ai uống rượu sake của Nhật Bản chưa? À, thì rượu Thái nó cũng là như vậy đó, uống nghe là mấy ngày mấy đêm. Mà cái người mà cái nguồn tin của tôi cũng có tham gia trong cái đám cưới đó. À, thì đây là cái trang phục mà trang phục truyền thống, còn sau đó là cô dâu mặc váy mặc đồ đẹp lắm. Đây là trang phục truyền thống để mà coi như là làm lễ gia tiên đó bà con. À, bên đó họ cũng có lễ gia tiên không. À, chứ còn sau đó cô dâu nghe nó đẹp rực rỡ lắm, bà con xem lên hình thì biết. Thì tấm ảnh này không biết vì sao mà chất lượng độ phân giải nó kém quá. À, độ phân giải rất là kém. Nhưng mà chính vì vậy mà bây giờ gặp rắc rối lớn. À, nhà chức trách họ nghi liền. À, một người Việt Nam chữ Thái nửa chữ bẻ đôi còn không biết, mà qua lấy được vợ Thái rất đẹp là như thế này, rồi làm đám cưới đồ hoành tráng. À, thì người ta nghi là hôn nhân giả liền đâu, để mà nhập quốc tịch thôi chứ còn gì nữa. À, nhưng mà thực ra theo tôi biết là cô này cũng là thích ổng. À, người Thái á, là mấy cô mà vùng Đông Bắc Thái Lan đó bà con, họ rất thích đàn ông Việt. Do đó bà con, anh nào mà bây giờ mà muốn như luật sư Lân á, thì là ở Việt Nam là làm sao là độc thân đi, tức là ly hôn vợ đi, rồi qua Đông Bắc Thái Lan sẽ có vợ Thái đẹp như thế này nhé bà con. À, sẽ có vợ Thái đẹp đấy đó, và qua đó là đảm bảo rằng là kiểu mà từ tức là đừng có già lắm, đừng có bảy mấy, mà từ độ chừng 65 đổ xuống
mà đừng có trễ quá, 65 đổ xuống chừng 45 à là qua bên đó chắc chắn là lấy được mấy cô vợ là cỡ như thế này. Cô này nghe nói là 35 tuổi à, có một đời chồng rồi, với lại có một đứa con đang còn nhỏ nhưng mà xinh lắm, xinh gái lắm. Mà vườn đó, nhà cô này thì vườn cây đồ, trái cây đồ rất là nhiều à, người ta làm sinh sống bằng nông nghiệp thôi. Vùng Đông Bắc Thái Lan nó là thường sinh sống bằng nghề nông nghiệp, nhưng mà chỗ người ta, đất nước người ta bình yên lắm, thích lắm à, vườn tược à, rất là thích nha bà con à, trù phú lắm đó. Cho nên luật sư Lân qua đây rồi là coi như là rớt vô đây cái là dính à, dính rồi. Đúng ra thì là đi Mỹ nhưng mà ông tham vợ đẹp cho nên là ông dính ở Thái Lan luôn bà con đó. Cho nên ở đây là người ta gọi là cái chết vì gái, là cái chết tê tái đó. Đó cho nên bây giờ ông tê tái rồi đó, nghi ngờ nhập hôn nhân là giả tạo để mà nhập quốc tịch Thái Lan đó đấy. Mà khi mà là bị mà coi như là tước quốc tịch là cũng mệt lắm, nhưng bây giờ họ cứ điều tra xem thử cô này là thương ổng thật hay không ha. Đó thì tất nhiên ở đây là mới, người ta mới nghi ngờ thôi, chứ còn là theo tôi biết là có sự mai mối và cô này cũng thích. Còn ảnh thì là ảnh qua bên đấy, ảnh sẽ cố gắng học tiếng Thái rồi ảnh đi làm luật sư bên Thái luôn đấy à. Ảnh chỉ cần đi học bổ sung thêm 1 năm nữa là đổi cái bằng luật Việt Nam qua cái bằng luật bên Thái, rồi anh đi bên đó à, rồi anh hoạt động ở các cái vùng mà nông thôn Thái Lan đó. Mà ở bên đó thì nói chung người ta cũng có nhiều cái vụ, nhưng không kiện tụng thì ít, nhưng mà những cái vụ nhập cư rồi này kia này nọ, giúp làm hồ sơ nhập cư rồi này kia này nọ đó bà con, rồi du học Thái Lan đồ nhiều lắm. Nói chung là ổng bên đó qua đó có việc, có việc, trời ơi có việc, rồi có vợ đẹp như thế này nữa thì thôi là số 1 rồi. Nhưng mà bị nghi ngờ bởi vì vợ quá xinh đó, cái đó là cái căng đó. À khi kia lấy bà nào khoảng chừng năm mấy ha, xấu 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 xíu đấy, cái quất bà 35 rồi thì mà coi như là xinh như là coi như là xinh như mộng thế này thì à, người thì cứ trắng cứ như là hoa khôi của làng là thế này thì coi như là mệt rồi, chung là mệt rồi à, rất là mệt nha bà con à. Mà cái không chứng minh được tình yêu thật sự, rồi người ta hỏi tiếng Thái, hai người không biết tiếng nhau thì làm sao mà yêu thương nhau ha. Đó cái đó mới mệt, do đó ông phải cấp tốc học tiếng Thái. Mà cô này thì không biết tiếng Việt, có biết chút chút, tại vì ở cái khu đó là người Việt cũng nhiều, nhưng mà cô này là cũng 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 không biết tiếng Việt nhiều, bởi vì là cô là đâu có phải người ta gốc của anh ta, quê hương bản xứ ở đó ra mà, người đâu có bị Việt hóa được đấy. Chỉ có người Việt mình qua đó bị Thái hóa thôi, chứ còn Thái hóa chứ không phải Thoái hóa nha bà con. Nhưng mà vô cái chỗ này gái đẹp không thì cũng bị Thoái hóa đó, nhưng mà chơi được đấy. Chỗ này là gái đẹp nhiều lắm đó, thì ai muốn Thoái hóa thì coi như là qua đó đấy. Qua đó thì muốn ấy thì liên hệ với tôi, vì cái vùng đó là cái người quen của tôi là ở đó nha, quen của tôi đó, sẵn sàng là giới thiệu cho các anh đi lấy vợ Thái nha. Đó bà con thì cái tình hình nó căng như vậy đó, chứ không phải giỡn đâu à. Vấn đề quốc tịch là một trong những vấn đề phải nói là hết sức quan trọng đối với một người mà đang bị truy tìm như luật sư Lân ha. Đó. Cho nên bây giờ cũng rối, cũng không biết làm sao nữa đấy. Rồi câu chuyện nó như thế nha bà con. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký. Và một lần nữa xin chúc cho bà con mọi sự an lành bình yên ha. Và cũng chúc cho luật sư Lân vượt qua được cái khó khăn này ha. Rồi, xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con ha. Xin tạm biệt bà con. Bye bye.